Dành trọn hết niềm tin để yêu nhưng nhận lại chỉ là tổn thương. Tóc ai đã phai màu theo gió sương. Hello mọi người, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với chuyên mục Buôn mặt trời bán cả thế giới. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về đồng hồ mọi người ạ. Vì sao? Vì gần đây mình được book một cái quảng cáo về đồng hồ. Và đó chính là đến từ luckytime.vn. Và vì sao lại có cái túi giấy này? Bởi vì là bên Lucky Time yêu cầu mình phải show ra cái túi giấy này trên video. Cho nên nếu như mọi người thích các cái sản phẩm trong video này thì đừng quên đến luckytime.vn để mua hàng nhé. Và link mua sản phẩm này thì mình sẽ đặt ở ngay bên dưới video. Cho nên mình nói trước, đây là một video bán hàng và bán hàng giá rẻ với chất lượng cao. Cho nên chưa gì vào đã ốp vào mặt một cái, nói bà Linh là trời ơi, bà này ngày hôm nay bà còn bán cả đồng hồ nữa thì ok, I'm fine nhá. Và sau đây sẽ là một phút quảng cáo. Mọi người có thể thấy là cái sản phẩm mà hiện nay mình đang đeo trên tay á, cái mẫu này là mẫu GA1123 và mình đang đeo trên tay nó là màu đen mọi người nhá. Thì cái đồng hồ này có giá bán là 799.000. Thì cứ cho như là nó có giá là 800.000 đi thì nó rất phù hợp với túi tiền của học sinh sinh viên. Và về mẫu mã nó rất là đẹp. Và bạn nào mà gặp mình ở ngoài ấy, thì mọi người cũng sẽ thấy là trên tay mình hầu hết là mình sẽ rất hay đeo đồng hồ và các cái loại vòng tay. Bởi vì mình là một đứa rất hay quên giờ, cho nên so với cái việc mà cầm điện thoại lên để xem giờ ấy, thì cái đồng hồ ở trên tay thì nó rất là tiện. Tiện đâu xem đó, và lúc nào nhất là khi nào mà mình muộn giờ thì mình sẽ đưa tay lên mình xem vào giờ luôn để mình phóng thật nhanh. Cho nên cái đồng hồ là một trong những cái vật dụng không thể thiếu đối với mình được. Mình có đeo rất nhiều những cái hãng đồng hồ cao cấp từ mười mấy triệu. Thì đối với mình đấy là nó là cao cấp rồi. Thì hiện nay mình cũng vừa mới được tặng một cái đồng hồ của Citizen. Thì nó cũng có giá là mình nghĩ là hơn 6 triệu. Và cái đồng hồ mà mình đang đeo trên tay nó chỉ có giá là 800 nghìn thôi. Và ai mà theo dõi kênh YouTube của mình ấy, thì mọi người cũng sẽ biết là mình cũng không phải là người chạy theo hàng hiệu đâu. Đối với những sản phẩm nào mà giá cả nó hợp lý ấy, và quan trọng nhất là mẫu mã nó đẹp và chất lượng ok ấy, thì chắc chắn là mình cũng không bao giờ từ chối cả. Và trên tay mình hiện nay thì mình đang đeo cái đồng hồ của Julius, mẫu là GA1123, được phân phối bởi nhà phân phối LuckyTime.vn, là hệ thống cửa hàng đồng hồ thương hiệu Hàn Quốc đầu tiên tại Việt Nam. Đấy, thì cái phần quảng cáo nó ok chưa mọi người? Bởi LuckyTime yêu cầu là phải có cái túi giấy này ở trên video, cho nên là mọi người hãy nhìn cho kỹ nhá. Nếu như ai muốn mua thì hãy vào trang web LuckyTime.vn nha mọi người. Còn nếu không mọi người muốn tiện hơn thì hãy click vào link mua hàng ở bên dưới nhá. Khi mà nhận cái đồng hồ này về thì mình cảm thấy nó rất là lạ mọi người. Mình sẽ cho mọi người xem cái hộp của nó nhá. Trên tay mình đang là màu đen thì mình có tất cả ở đây là 5 màu. Thì cái hộp của nó lạ không mọi người? Và nó có chữ Julius ở trên này thì mình cũng không biết là mình đọc có đúng hay không. Và cái hộp này nó rất là lạ. Từ trước nay mình mua đồng hồ thì mình nhận toàn cái hộp vuông ấy, nhưng mà cái đồng hồ này thì nó có dạng như thế này mọi người ạ. Lạ không mọi người? Mình đang cầm trên tay là cái màu be. Thì cái hộp đồng hồ này ấy, nó có cái viền như thế này và nó được zip cái túi bóng để cố định cái đồng hồ bên trong. Khi mình nhận cái này thì mình cảm thấy thật là lạ, thế cái này nó mở như thế nào? Đầu tiên mình cứ cố gắng mình mở cái này nó không ra. Sau đó thì mình thấy ở đây nó có chữ push. Đấy, mà mình thì mình rốt tiếng Anh nhưng mà cái từ push thì mình cũng khá là biết nó là đẩy vào đúng không? Thì tôi bấm vào thì nó mở ra các ông ạ. Thì nó mở ra như thế này. Thì cái đồng hồ nó nằm ở ngay bên trong. Thì mình có cả 5 màu của cái đồng hồ này nhá. Thì cái đồng hồ này đây là màu be. Thì mình thấy cả 5 màu này rất là đẹp, nhưng mà có 3 màu mình thích nhất. Thì nó sẽ là màu be này này, màu đen và màu đỏ. Thì cái đồng hồ này nó rất phù hợp với học sinh sinh viên. Và cái đồng hồ này đầu tiên để nói về ưu điểm nhá, là mẫu mã nó rất là trẻ trung. Đấy, và nó ngon trong tầm tiền. Tí nữa thì mình sẽ phân tích cho mọi người vì sao nó ngon trong tầm tiền. Để làm cái video này thì mình đã đọc một vài những thông tin về đồng hồ, cho nên là mình cũng đã biết hơn một chút, nhưng để mà nói với chuyên gia đồng hồ thì mình không có phải. Thế nhưng đối với giá là 799.000 thì chúng ta sẽ cùng nhau xem là cái đồng hồ này thực sự nó có đáng giá là 799.000 không nhá. Đầu tiên để nói với chế độ bảo hành ở bên Lucky Time thì mình thấy chế độ bảo hành bên Lucky Time rất là tốt nhá. Đầu tiên được bảo hành 12 tháng thì cái này quá là bình thường rồi. Thế nhưng hậu mãi thì sẽ được là 3 năm. Và đổi mới nếu bị vô nước hay hư máy do nhà sản xuất.
thay dây miễn phí một lần và thay pin miễn phí trọn đời cho cái đồng hồ này luôn. Tức là về chính sách chăm sóc của bên LuckyTime.vn là cực kỳ tốt. Và đối với đồng hồ nữ thì mọi người lưu ý là được free ship nha. Tức là khi mà mua cái đồng hồ này hay bất kỳ một cái đồng hồ nữ nào ở trên trang web LuckyTime.vn thì mọi người đều được free ship hết. Và Lucky Time thì hiện nay đang là hệ thống Julius lớn nhất tại Việt Nam. Cho nên khi mua hàng tại đây thì mọi người không bao giờ phải lo lắng cái việc là nếu cái đồng hồ mình nó có xảy ra vấn đề thì chế độ bảo hành như thế nào nhá. Đến đây thì mình sẽ nói qua một chút về cái cấu tạo cũng như cái thông số của cái đồng hồ này nhá. Đầu tiên á, cái dây da của đồng hồ này là dây da Genial Leather thì mình đã xem qua rồi, có thể là mình đọc không đúng thì mình sẽ để cái loại da đấy ở đâu đó hai bên này nhá. Mình đã đọc qua về cái loại da này rồi thì về cơ bản nó là da thuộc. Thế nhưng mà về chất lượng cực kỳ cao cấp thì nó không có phải, vì với giá là 799.000 không thể nào là một cái loại da nào đó cực kỳ cao cấp được. Nhưng cái loại da này dùng được, nó vẫn là da thuộc, là da thật nhá. Nhưng mà về chất lượng thì nó có độ bền khá là tốt. Về cái máy của đồng hồ này ấy, thì nó là máy quát nhật Mizuta 2035 của nhà sản xuất Citizen sản xuất. Thì về Citizen mà đã sản xuất máy thì nó rất là bền rồi. Mặc dù mình không biết về đồng hồ nhưng mình cũng đã có sử dụng một cái đồng hồ của Citizen rồi ấy, thì mình thấy nó rất là bền luôn ạ. Nó có đến 5 màu này, mình thấy ở trên website thì nó có màu be này, màu ghi, màu đỏ, màu đen và nó có cả màu nâu đậm. Vỏ máy thì sẽ là vỏ máy hợp kim mạ ion vàng hồng. Và mình cũng đã đọc qua thì cái đồng hồ này nó có cái chỉ số chống nước là 3 ATM. Thì đối với cái chỉ số chống nước 3 ATM này ấy, thì mọi người sẽ rửa tay được nhá, đi mưa được nhá. Thế nhưng mà nó sẽ không chống nước được nếu như mọi người đi lặn hay đi bơi. Mà mình cũng chưa bao giờ nghĩ đến cái việc là ai đó đeo một cái đồng hồ dây da mà đi lặn hay đi bơi. Bởi vì là cái đồng hồ dây da này thì hạn chế là tiếp xúc với nước. Cứ đi làm về là chúng ta tháo ra chúng ta đặt trên bàn thôi. Bởi vì là nếu như mà cái này nó mà thấm nước thì thực tế là nó sẽ khá là vôi ở trên tay. Và có thể là nó sẽ kích ứng da ở trên tay. Và ai đeo đồng hồ dây da thì cũng sẽ biết là cái điều này rồi. Đeo đồng hồ dây da thì nó trẻ hơn đeo đồng hồ dây kim loại. Thế nhưng mà nó cũng có những cái hạn chế khác nhau đúng không? Và mình nhắc lại một lần nữa là cái chế độ bảo hành ở LuckyTime.vn thì theo bản thân mình nó cực kỳ ổn luôn. Bảo hành 12 tháng cái này mình không muốn nói nữa. Thế nhưng mà chế độ hậu mãi thì trong vòng 3 năm. Đổi mới nếu bị vô nước hay bị hư máy do nhà sản xuất thì chắc chắn là LuckyTime.vn và Julius người ta rất tự tin về cái mẫu đồng hồ này, về thứ nhất là về khả năng chống nước. Và nếu như cái đồng hồ này mà hư máy do nhà sản xuất thì mọi người cũng được đổi một cái mới hoàn toàn luôn. Thì chắc chắn là về LuckyTime người ta rất tự tin về cái độ chống nước và cái độ bền của cái máy trên cái đồng hồ này. Và kèm theo đó thì cái chính sách bảo hành của LuckyTime cũng rất là tốt. Mọi người sẽ được thay dây miễn phí một lần. Tức là nếu như cái dây này hỏng á, thì mọi người đem cái đồng hồ này đi ra cửa hàng thì sẽ được thay dây miễn phí một lần. Và tiếp theo đó là sẽ được thay pin trọn đời luôn nhá. Thì vì sao mà mình nhận cái booking quảng cáo cho Julius này? Bởi vì mình thấy cái hãng đồng hồ này về chất lượng nó khá là ok, phù hợp với túi tiền của học sinh sinh viên. Và cái quan trọng nhất nữa là cái chế độ chăm sóc khách hàng của người ta rất là tốt. Và đối với đồng hồ nữ thì mình nhắc lại là sẽ được free ship 799.000 này là về tay luôn, chứ không cần phải thêm bất cứ một cái loại chi phí nào nữa. Tiếp theo đó thì mình sẽ nói một cái khuyết điểm của cái mẫu đồng hồ mà mình lựa chọn review trong video ngày hôm nay. Về cái mặt kính của cái đồng hồ này thì chắc chắn nó không thể nào là mặt kính sapphire được với giá là 799.000, nhưng mà nó là mặt kính khoáng. Mặc dù nó không chống sức tốt như sapphire thế nhưng cũng một phần nào đó chống sức giúp mọi người. Nhưng về cái viền của cái mặt đồng hồ này thì nó thấp hơn so với mặt kính khá là nhiều. Cho nên khi đeo cái đồng hồ này mọi người sẽ phải lưu ý một điều là chúng ta tránh va đập quá mạnh, bởi vì nếu như cái mặt kính nó nhô cao lên như thế này thì khả năng va chạm làm xước và làm vỡ cái mặt đồng hồ này khá là cao, cho nên chúng ta cẩn thận một chút thôi. Mình đã đeo đồng hồ này thì mình thấy là va đập với cái lực nhẹ bình thường nó cũng không làm xây xước gì cái mặt kính này, bởi vì mình đang đeo màu đen nên mọi người này. Nó có 5 màu tất cả là màu đỏ này, màu đen này, màu be này, màu ghi và có cả màu nâu đậm nữa, thì tùy theo cái sở thích của mọi người. Và cũng có nhiều người đeo đồng hồ theo màu phong thủy ấy, thì mọi người cứ lựa chọn cái màu mà mình thích, hoặc là mọi người thích đeo những cái màu mà nó theo sở thích hơn như là màu xám hay là màu nâu đậm thì mọi người cũng thử xem sao nhé. Và điều cuối cùng mà mình muốn nói là vì sao mình lựa chọn cái mẫu đồng hồ này để lên video review cho mọi người, thì đây là best seller của Julius tại LuckyTime.vn. Và cái sản phẩm này thì gần như là nó sắp hết hàng rồi. Cho nên là nếu như bạn nào mà có điều kiện kinh tế, mọi người thích sở hữu một cái đồng hồ chính hãng đến từ một thương hiệu của Hàn Quốc với chất lượng khá là ok, chống thấm nước tốt, có dây da thuộc này, được thay dây da miễn phí một lần và được bảo hành rất là tốt, thay pin trọn đời, thì mọi người có thể là click vào link mua hàng ở bên dưới ngay video của mình nhé. Trong cái thời gian tới thì mình sẽ cố gắng lên thật nhiều video để mang đến cho mọi người những cái sản phẩm tốt với giá cả vô cùng hợp lý, phù hợp với túi tiền của các bạn học sinh sinh viên. Và chắc chắn là khi mà nhận cái đồng hồ của Julius này về với giá là 799.000 ấy, thì mọi người sẽ cảm thấy là cái đồng hồ này nó khá là đẹp và chống thấm nước được này. Và quan trọng nhất là máy quát nhật thì khá là bền và được thay pin trọn đời, thì mình nghĩ là khá là ok với giá là 799.000. Cho nên là nếu như bạn nào có kinh tế thì chúng ta cứ thử cân nhắc xem sao nhé. Và video ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Mình cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã xem video này. Với cái tiêu chí của mình là buôn cả mặt trời bán cả thế giới thì mình sẽ cố gắng review thật nhiều những sản phẩm tốt tới tay người tiêu dùng, và quan trọng nhất là với giá cả thật là hợp lý nhá. Nhắc lại một lần nữa nha, mình không phải là người bán hàng. Đối với những sản phẩm tốt thì mình sẽ lên video review cho mọi người để mọi người biết thêm về những sản phẩm tốt
hợp với giá thành hợp lý nha. Cho nên là mọi người cũng đừng có nghĩ là mình PR trá hình hay quảng cáo quá nhiều về sản phẩm để mọi người click vào link mua hàng ở bên dưới. Hãy xem qua, nếu như thích thì mua mà không thích thì cũng mua nha. Rồi cảm ơn mọi người rất là nhiều. Ok, bye.